Xin chào mừng tất cả các bác tiếp tục quay trở lại kênh YouTube cơ sở Khuôn Chậu Tiên Yên. Ngày hôm nay cơ sở Khuôn Chậu Tiên sẽ làm một video ngắn nhanh để báo giá một chương trình khuyến mại cực kỳ sốc, khuyến mại luôn cả 4 mẫu khay chữ nhật vắt góc từ 35cm cho đến 75cm. Thì trước khi vào báo giá cụ thể từng mẫu bột này thì ngay bây giờ mời các bác sẽ xem thành phẩm đúc ra của 4 mẫu khuôn này. Đây các bạn thấy đây là chính là chiếc khay 35. Đây, họa tiết là chim hoa. Đây khay 35 đây. À, chiều dài 35, chiều rộng của nó khoảng 25 nhá. Đây gọi là khay 25 x 35. Sang đây là cái khay 45. Đó, đây chiếc là khay 45 đây. Dài 45, rộng 35. Đấy, chiếc khay này là chưa kịp sơn xong nhá, đang sơn dở đâu. Đây họa tiết hoa văn nó cũng giống y hệt như cái khay 35 này. Đấy, còn đây là chiếc khay 55. Đấy, chiều dài của nó là 55, rộng là 36. Đấy, chúng ta thấy không? Chiếc khay này khay 55 đây. Đấy, còn cái khay lớn hơn nữa, khay cuối cùng là chiếc khay 75. Đấy, chiếc khay 75 đây, họa tiết hoa văn cũng giống như là ba chiếc khay kia, cũng họa tiết đều là chim hoa này. Đấy, các góc của nó đều có họa tiết hoa văn hết. Đấy, các bác nhìn lại một lượt nữa nhá. Khay 35, 45, 55. Đấy, còn đây là các bộ khuôn. Đấy, để không làm mất thời gian nữa thì bây giờ cơ sở sẽ báo giá từng loại một cho các bác. Rồi, ok, bây giờ cơ sở Khuôn Chậu sẽ báo giá từng bộ một của cái dàn khay chữ nhật chéo góc từ 35 cho đến 75 này. Đấy, đầu tiên là chiếc khay 35 này. Đấy, tất cả các khay nó đều có lòng trong này, có đáy này, rất là chắc chắn nhá. Đấy, khay 35 sẽ có giá ưu đãi cho 10 bác đặt hàng đầu tiên với giá là 650.000. Đấy, nhắc lại nhá, khay 35 này là 650.000. Trước đây là nó rơi vào tầm 950.000, hiện tại đã chỉ còn có 630.000 cho 10 bộ. Hiện tại chỉ còn 10 bộ đó. Đó, còn đây là khay 45. Khay 45 này sẽ bán với giá là 750.000 nhá. Khay 45 750.000, trước nó là hơn 1 triệu. Bây giờ còn là 750.000. Loanh quanh đâu đó nó chỉ còn 9 đến 10 bộ gì đó. Khay 55. Khay 55 này giá trước đây nó là 1.500.000. Thì nay bán thanh lý xả kho 10 bộ còn lại sẽ là giá là 950.000. Xin nhắc lại là khay 55 là sẽ 950.000. Đấy, và cuối cùng khay lớn nhất là 70 á. Rất là nặng nhá, 75cm. Khay 75cm này có giá là 1.200.000. Xin nhắc lại là khay 75 là giá là 1.200.000. Đó, nếu như mà các bác mà lấy hết toàn bộ cả 4 bộ khay này sẽ có giá tổng thể của 4 bộ khay là 3.500.000. Tổng của 4 bộ khay là 3.500.000. Ngoài ra còn tặng thêm một lon sơn nhũ vàng 1kg loại cao cấp trị giá 250.000 nữa. Để xin nhắc lại là nếu các bác lấy đầy đủ cả 4 bộ khay này thì sẽ có giá là 3.500.000 và tặng thêm một lon sơn cao cấp nhũ vàng trị giá 250.000. Còn ngay bây giờ nếu bác nào mà muốn sở hữu bộ khuôn nào hay là lấy nguyên cả combo 4 bộ này thì có thể liên hệ với cơ sở Khuôn Chậu Tiên Yên theo số điện thoại đã được ghi trên màn hình. Hay còn bây giờ thì mời các bác cùng nhau ta xem lại một lượt nữa thành phẩm đúc ra cũng như là các bộ khuôn. Đó, đây là khay 35 và bộ khuôn đây. Khay 45, khay 55 và đây là khay 75. Rồi, ok, hiện tại cơ sở Khuôn Chậu Cảnh Tiên là có rất nhiều mẫu khuôn nhựa, từ khuôn nhựa ABS cho đến khuôn nhựa composite. Các bác nào có nhu cầu về bổ sung khuôn mẫu hay là mở xưởng sản xuất chậu cảnh thì vui lòng liên hệ với cơ sở Khuôn Chậu Tiên
theo số điện thoại ghi ở trên màn hình đây. Và video giới thiệu 4 mẫu khay chữ nhật này xin phép tạm dừng đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Nhớ là đăng ký theo dõi kênh YouTube được cơ sở Khuôn Triệu Tiên để là người được thông báo sớm nhất khi mà có các chương trình khuyến mại trong thời gian tới đây.